Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều sự quan tâm cho việc xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư đã có nhiều chỉ đạo giúp các ngành, các cấp và người dân xác định rõ quan điểm, mục tiêu để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực và nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước. Trong ấn tượng của ông Nguyễn Viết Chức giai đoạn ông làm Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thường xuyên trao đổi và nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa người Hà Nội xứng tầm thanh lịch, văn minh, hiện đại. Ông có đặt vấn đề là có con người thì mới có văn hóa. Người ta nói là nhân văn. Văn hóa là của con người. Và ngược lại thì văn hóa nó điều chỉnh mọi hành vi, mọi suy nghĩ, mọi cái hành động, việc làm của con người. Cho nên tôi nói là cái vị trí của ông quan trọng lắm. Phải xây dựng con người. Thì cái ý tưởng này nó rất rõ ràng và trao đổi với nhau một cách rất chân tình và tôi thấm thía. Trong các bài nói, bài viết của mình, Tổng Bí thư đều đánh giá rất cao vai trò vị trí của văn hóa trong sự phát triển của đất nước. Nhấn mạnh, văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội. Tổng Bí thư cũng có không ít công trình văn hóa, những cuốn sách tâm huyết về văn hóa Việt Nam. Cũng phải đến 500-600 trang đấy. Tổng kết lại những cái bài viết về văn hóa, thành ra cái ý thức quan tâm đến văn hóa, hay thậm chí phải nói đúng hơn là một cái nhà văn hóa mà trí tuệ, mà nhà văn hóa mà có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn hóa của đất nước. Anh Trọng có đưa ra một cái luận điểm là văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Thì chúng tôi thấy là cái vấn đề rất là sáng tỏ, đúng là phát triển tư tưởng của Hồ Chí Minh, Bác Hồ cũng nhấn mạnh cái đó và Đảng ta cũng nhấn mạnh như thế, đề cương văn hóa của Đảng, ba nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng. Thì nó thể hiện cái điều đó. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là một lợi thế cực kỳ to lớn để chúng ta tăng cường lòng tự hào dân tộc, quyết tâm đổi mới và chấn hưng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây cũng chính là sự khẳng định văn hóa không chỉ đóng vai trò nền tảng, mà còn là động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác như kinh tế, chính trị, xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc. Muốn đi nhanh thì bằng khoa công nghệ. Muốn đi bền vững và nhân văn thì không thể không đi bằng văn hóa. Nói như Tổng Bí thư, văn hóa còn thì dân tộc còn. Về mặt lịch sử chúng ta thấy, tôi chưa thấy một quốc gia dân tộc nào trên thế giới như dân tộc Việt Nam. Sau 1.000 năm Bắc thuộc, sau 100 năm nô lệ thực dân, và Việt Nam càng tỏa sáng là Việt Nam. Ấy chính là viên linh đơn văn hóa vậy. Không có văn hóa thì không có Việt Nam hiện nay. Tổng Bí thư đã để lại cho chúng ta một cái gia tài khá là to lớn. Tôi nghĩ là cái cơ đồ lớn nhất đấy chính là một Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Cái cơ đồ đấy vô cùng lớn. Bản thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là tấm gương tiêu biểu của một nhà văn hóa lớn, luôn cố gắng hết mình để xây dựng các giá trị văn hóa tốt đẹp. Đặc biệt, những phẩm chất liêm chính, chí công vô tư, yêu nước, thương dân của Tổng Bí thư đã trở thành hình mẫu sáng ngời về người cộng sản kiên trung, trọng tình nghĩa, công lý và đạo lý. Những thành quả và khát vọng của Tổng Bí thư cho sự nghiệp xây dựng văn hóa phát triển đất nước sẽ là nguồn cảm hứng cho những người ở lại hôm nay và mai sau.